Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 5 tháng 4, hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, phải đưa vào bệnh viện thăm khám, điều trị. Cụ thể, khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói. Sau đó giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện. Hiện tại, 12 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện, trong đó một nữ sinh lớp 5 được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trường hợp tử vong là nữ sinh DNBT, sáng nay MT đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên nhà trường gọi xe cấp cứu đưa MT đi bệnh viện. Tuy nhiên, MT tử vong trên đường đi, sau khi MT tử vong, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Đến hơn 10 giờ sáng nay, rất nhiều phụ huynh khi nghe tin đã đến cổng trường tiểu học Vĩnh Trường để đón con. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trần Hương Đạo cũng đã có triệu chứng tương tự, được chuyển vào bệnh viện tâm trí. Nguồn tin chia sẻ với phóng viên cho biết rằng, hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường, trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, song các em chưa dùng bữa sáng còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng nay, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan, các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Công an thành phố Nha Trang, dân quân địa phương cũng có mặt để bảo đảm an ninh trật tự. Công an đang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh, lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong vòng một tháng trở lại đây, thành phố Nha Trang xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà. Hơn 360 người phải nhập viện. Mới đây, 10 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi nhập viện sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường.